thiệp. Còn có 2 tấm thiệp mà đi từ sáng tới giờ. Trời ơi, gần 3 giờ luôn rồi. Thôi phải nhanh tay để viết thiệp cho thầy cô mới được. À đây nè, mình mua 2 tấm thiệp này cũng đẹp ghê luôn. Cái này thì là hoa hồng. Trời ơi, đi xa dễ sợ mới có chỗ bán. Còn cái này thì là một bó hoa. Một bó hoa gì á, nhìn cũng đẹp quá à, mà chị không biết tên là hoa gì luôn. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Wow, mình viết xong tặng thầy cô thì thầy cô sẽ thích lắm đây. Nhưng mà bây giờ khát nước quá, đi lấy nước mới được. Thì chúng ta có thể làm được những tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng thầy cô rồi, và tràn đầy thành ý của chúng ta luôn. Các em nghĩ sao? Ok, nếu các em thích thì hãy làm cùng chị nhé. Bây giờ chị sẽ đi dọn vật liệu ra, rồi chúng ta làm ngay lập tức, chứ nếu không là không còn thời gian nữa. Với các em, ok, đợi chị một chút nhé. Ok, hey, đây là dụng cụ làm đồ handmade của chị. Đây là những tấm giấy màu chúng ta sẽ lựa chọn để làm thiệp. Wow, rất là nhiều màu đẹp luôn á. Giờ thì chúng ta bắt tay vào công việc làm thiệp thôi nhé. Nào các em cùng làm với chị nha. Chúng ta sẽ gấp làm 3 tờ giấy A4. Sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ 1/3, rồi cắt bỏ thêm 2 cm. Chúng ta sẽ sử dụng cơm 3 để vẽ một vòng tròn ngay chính giữa trung tâm của tờ thiệp. Rồi chúng ta sẽ dùng dao dọc giấy để lấy ra hình tròn đó. Chúng ta sẽ lót vào trong một tờ giấy màu trắng và cắt theo đường viền màu tím. Sau đó các em dùng keo hai mặt để dán dính tờ giấy này vào trong tờ thiệp. Bây giờ chúng ta sẽ tạo những bông hoa từ những cây viết chì màu. Chúng ta sẽ chuốt nó và chúng ta sẽ được những bông hoa xinh xắn như thế này. Tự với các màu còn lại nhé các em. Dùng keo silicone để tạo một đường tròn. Gắn những bông hoa vào đường tròn silicone vừa vẽ. Cứ lần lượt làm như vậy, chúng ta sẽ có được một đường tròn hoa như thế này. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em làm các hoa trung tâm nha. Chúng ta sẽ gọc giấy ra thành những hình vuông có cạnh 6 cm. Chúng ta cần khoảng 6 hình vuông. Các em gấp theo chị nhé. Chúng ta gấp lại một lần nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng viết chì để vẽ hình một cái cánh hoa. Rồi chúng ta cắt theo cái đường viền chúng ta vừa vẽ. Mở ra chúng ta sẽ được một cái hoa 6 cánh như thế này. Lần lượt làm với tất cả các hình vuông còn lại nhé các em.
Rồi các em cắt tiếp tục theo chị. Chúng ta cắt rời những cái phần cánh hoa như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo sữa để dán dính phần cánh hoa lại với nhau. Chúng ta sẽ kết chúng lại với nhau theo thứ tự từ bé đến lớn. Phần cánh hoa chúng ta sẽ bẻ cong ra. Tiếp tục làm như vậy. Bây giờ chúng ta đã có được một bông hoa xinh xắn và đáng yêu. Gắn nó vào trung tâm của tấm thiệp. Và bây giờ là phần viết chữ. Chị đã hoàn thành xong một tấm thiệp rồi đó các em thấy có đẹp không nè? Này, tấm thiệp của chị rất là xinh đúng không? Có một cái bông hoa vàng chính giữa và những cái bông hoa ở xung quanh đầy màu sắc luôn. Và cũng không có khó làm đúng không nè? Bây giờ chị sẽ sang tấm thiệp thứ hai nha. Chị sẽ chọn màu vàng đồng nha các em. Ta sẽ cắt cái tờ giấy màu vàng đó thành một hình vuông như thế này, góc cạnh là 20cm nha các em. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu hướng dẫn các em làm thiệp nha. Chúng ta sẽ gấp đôi cái miếng giấy này lại. Này, chúng ta đã có hình dáng của một tấm thiệp ha. Chỉ cần một hình vuông màu nâu có cạnh là 6cm ha. Rồi, bây giờ chị đã có được một hình vuông màu nâu đây nè các em. Chúng ta sẽ cuộn nó lại như thế này. Rồi, dùng một ít keo. Chúng ta cũng sẽ dùng keo sữa để chấm phần này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cỏ khô và chị sẽ sử dụng keo silicon để bắn nó vào trong cái bó hoa mà chị vừa mới dán nha các em. Đây, ở đây có rất là nhiều loại cỏ luôn. Các em nhìn thấy nó rất là đẹp. Nếu mà các em có thời gian thì chúng ta cũng có thể đi hái cỏ và phơi khô được ha. Ở đây người ta nhuộm màu sẵn rồi. Hôm nào chị sẽ hướng dẫn các em nhuộm màu cỏ ha. Chọn nhiều màu để cho nó đẹp ha. Đầu tiên thì chị sẽ chọn cái quả này trước. Hơi dài cho nên là chúng ta sẽ cần phải cắt bỏ bớt nha các em. Rồi, lần lượt chúng ta sẽ bắn từng cái cây hoa vào. Chúng ta sẽ cắm từng cây hoa vào trong cái bó hoa này nha các em. Đây các em, một bó hoa rất là tươi luôn và rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chị sẽ viết chữ nha các em. Chị sẽ sử dụng một cây viết màu đen nha các em. Happy Teacher Day rồi, chị sẽ viết số 20. Rồi, bye bye. Wow, cho một cái nơ chỗ này nữa đúng không? Còn thiếu một cái nơ nhỏ ở chỗ này nữa đúng không? Chị sẽ làm cái nơ. Chúng ta sẽ làm một cái nơ rất là dễ luôn á. Cái gì là khó khăn đó? Đây, em nhìn chị nè. Các em có nhớ mình khi mình buộc một cái nơ nè, chúng ta sẽ vòng hai tay hai bên á. Rồi sau đó chúng ta sẽ thắt lại thành một cái nơ như thế này. Đoạn ở đây ha. Rồi, một cái nơ xinh xắn và đáng yêu. Rồi, chúng ta cũng dùng keo để đính nó vào trong bó hoa của chúng ta nhé.
là bây giờ chị đã có hai mẫu thiệp rất là xinh xắn và đáng yêu rồi. Các em có thể làm để tặng các thầy cô nha. Còn bây giờ thì video của chị sẽ dừng tại đây. Xin chào tạm biệt các em và hẹn lại các em ở các video sau nhé.